cái mà phụ nữ của chúng ta rất là lười mà khiến cho nhan sắc của chúng ta tụt nhất. Đầu tiên lười tập thể dục, đúng không? Cái này đúng rồi nha, Bon cũng rất lười tập thể dục. Cái thứ hai lười uống nước, đúng rồi, không phải lười mà quên đó, nên chúng ta hãy sắm một cái chai nước bự bự sắp theo bên mình luôn, để mỗi lần khác là uống, khác là uống, hoặc là đến cuối ngày á trội chưa hết lật được uống đi để đủ nước cho cơ thể các bạn nha. Cái thứ ba đó chính là người cạo vôi răng này, tẩy trắng răng này, tiếp xúc với mọi người chúng ta cần phải cười tươi, đúng không? Mà nếu mà răng chúng ta không cạo vôi răng thường xuyên á thì nó bị mảng bám này kia không có đẹp lắm đâu, nên ráng xuyên nha. Rồi cái thứ tư đó chính là lười xịt nước hoa đó. Có nhiều chị phụ nữ có thấy là rất là lười xịt nước hoa, nhưng mà chúng ta nên chọn cho mình một chai nước hoa nào mà phù hợp đi, tại vì khi ra đường chúng ta cần phải có cái mùi đặc trưng cho cơ thể mình đó. Ví dụ như mình đi vô cái người ta nghe được, ừ cái này cũng nhiệt tới nè, đó thích không, thích lắm, đúng không? Rồi cái thứ năm đó chính là lười ủi quần áo. Quần áo của mình đó, sáng kiếm là đã mệt rồi đúng không, mà còn ủi nữa mệt lắm, nhưng mà quần áo mà ủi thẳng á các bạn đi ra đường tự tin lắm, chúng ta tự tin lắm cũng có một rè đâu, nên xuyên chút xíu nha. Rồi cái thứ sáu lười bảo vệ da khi ra ngoài nắng, đúng không? Thôi xẹt cái đấy xíu mà khỏi mặc áo chống nắng đi, hoặc khỏi mặc áo khoác đi, không được nha. Áo hóa da đó, ung thư da đó, nhắc mọi người, Bo cũng đang nhắc chính Bo luôn, tại vì Bo cũng rất là lười vấn đề đó. Tuy nhiên chị em phụ nữ chúng ta cần phải siêng lên chút xíu nha. Rồi cái thứ bảy, lười tẩy trang trước khi đi ngủ. Thôi rửa mặt được rồi tẩy trang làm gì, không được đâu, cả ngày đi ra đường bụi bẩn nhiều lắm, tạp chất bã nhờn trên da nhiều lắm, cần phải tẩy trang để loại bỏ nó đi các bạn nhé. Rồi cái thứ mấy rồi ta, cái thứ chín đi ha, cái thứ chín là lười quắt lông. Đúng, lông để nó làm khỏe, tuy nhiên bạn nào mà nhiều quá là bị đen á, chúng ta nên quét lông để lấy lại làn da trắng mượt mềm cho mình nha. Cái thứ 10 lười làm tóc. Có bạn nào lười làm tóc không? Trời ơi, đâu đó ngồi 2-3 tiếng mà thiệt, nhưng mà lâu lâu chúng ta cần phải đổi kiểu tóc để nhìn chúng ta khác đi, hoặc là để nhìn chúng ta trẻ trung hơn, năng động hơn các bạn nha. Bạn còn biết cái gì mình hay lười nữa không, comment ở phía dưới nha, chúng ta cùng trao đổi với nhau để chúng ta loại bỏ hết những cái lười đó đi, để chúng ta đổi thành những cái xiên, để chị em phụ nữ chúng ta càng ngày càng xinh đẹp các bạn nhé. Mình là gì, hãy follow mình nhé, để mình có động lực ra những video tiếp theo. Xin chào.